Chào các bạn. Trong video thứ ba về cờ tướng đại chiến, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ là Tô Tuấn Kiệt đến từ Đài Bắc, cầm tiên đại chiến Từ Bảo Khôn đến từ Ma Cao, cầm đen đi hậu. Diễn biến ván đấu diễn ra như sau. Đến đây, cục diện đã ngã ngũ, Hậu vừa kém quân lại lâm vào thế ngặt nghèo do Mã Nhập Cung bị pháo đầu khống chế, cầm cự cũng vô ích nên đành chịu hàng. Trong cuộc đại chiến này, Từ Bảo Khôn cầm đen đã phải buông cờ đầu hàng. Từ Tuấn Kiệt đến từ Đài Bắc Trung Quốc cầm đỏ đi tiên thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.